Truyền hình nhà nước Nga bình luận, cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là một cuộc thảo luận thực sự. Nhiều kênh truyền hình khác trên thế giới cũng đồng loạt đưa tin và đều chung nhận xét tích cực về màn so găng cuối cùng này. Tôi thấy cả hai ứng cử viên đã tuân thủ các quy tắc và tôi nghĩ rằng người điều hành đã làm tốt công việc. Bạn có thể thấy Tổng thống Trump đã không chen lời đối thủ nhiều như ở cuộc tranh luận trước. Họ đã có một cuộc tranh luận thực sự. Đây là hai nhân vật rất khác nhau về tính cách, rất khác về chính sách, rất khác cả về phong cách. Tất cả đều được trưng bày cho các cử tri xem. Tôi nghĩ cả hai ứng cử viên đều nhận thấy rằng sẽ rất buồn cười nếu họ bị tắt micro. Người ta nhận thấy cuộc tranh luận lần này về hình thức diễn ra khá suôn sẻ. Ông Trump đã cho thấy sự thay đổi trong chiến lược tranh luận, nói nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn, điều có thể sẽ giúp ông được cử tri đánh giá tích cực hơn so với cuộc tranh luận đầu tiên. Thực ra tôi nghĩ nó khá ổn. Tôi nghĩ ông Trump đang làm chính xác những gì ông ấy phải làm để giữ mọi thứ ổn thỏa. Ông ấy không ngắt lời, còn ông Biden cũng đang ghi một số điểm nhất định. Đối với tôi, vấn đề lớn nhất là nhập cư và cách ông Biden trình bày cho thấy đó là một cách tiếp cận công bằng hơn, đồng đều hơn. Tất cả chúng tôi đều là người nhập cư. Gia đình tôi đến từ Ireland và Đức. Chúng tôi là những người nhập cư và rõ ràng chúng ta không nên ngăn người nhập cư đến Mỹ. Nhưng chỉ còn 11 ngày cho đến khi bầu cử và hàng chục triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm. Chuyên gia về tranh luận tổng thống tại Đại học Michigan, Aaron Carr, nhận định có thể đã quá trễ để thay đổi cục diện cuộc bầu cử sắp tới.